Hey, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách mà cũng điều khiển được cái nhiệt độ. Mình không dùng đồng hồ nhiệt, mình cũng không dùng cái gì hết, mô đun nhiệt chẳng hạn. Thì không dùng thermostat luôn. Bây giờ mình dùng bằng biến trở và một con SDR. Thì những cái ứng dụng này các bạn sẽ ứng dụng được vào những cái dây chuyền sấy nướng bánh tráng này. Vì theo các bạn đã biết này, cái lai của cái dây chuyền của bánh tráng nó sẽ chạy liên tục, và cái độ nóng khi mà các bạn đóng ngắt bằng cái đồng hồ nhiệt á, thì nó sẽ có một khoảng nghỉ, thì nó sẽ tắt mở, thì vô tình lúc đó lúc mà tắt á, thì cái bánh tráng nó sẽ bị sượng, bánh tráng tròn nó sẽ bị sượng, một số chỗ nó sẽ bị không ấy. Thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn giải quyết cái vấn đề đó bằng cái cách là mình sẽ sử dụng cái bóng đèn halogen. Bóng đèn halogen này sẽ sử dụng trong cái những cái lò nướng bánh tráng này, những cái phòng sấy này, những phòng sân tĩnh điện này, rất là nhiều cái ứng dụng mà mình cũng chưa biết hết về nó, nên là để mình chia sẻ những cái mình biết trước nha. Thì các bạn biết á, thì mình khi mình sử dụng cái đồng hồ nhiệt để mà control một cái nhiệt độ, thì mình sẽ biết cái nhiệt độ đó ở nhiệt độ bao nhiêu, và trong một cái phòng không gian kín, còn cái không gian mở, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ ứng dụng cái này được nhiều lắm. Ví dụ như mình có thể là mình giảm cái điện áp xuống, thì cái công suất nó tỷ lệ thuận thì nó sẽ giảm công suất xuống. Sao thì mình thấy nó phù hợp với cái phần mình sử dụng là được. Tùy thuộc vào nhiều cái. Thì không làm mất thời gian của bạn nữa, thì mình sẽ đi trực tiếp vào cái bóng đèn halogen. Thì bóng đèn halogen này bên mình cung cấp nha. Bóng này thường thường ngoài thị trường nó là bóng 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 xi, một nửa trắng một một nửa mờ. Đây, một nửa mờ các bạn thấy này, cái nửa trắng nửa mờ này nó không có cách nhiệt tản nhiệt gì đâu nha. Nó cái lớp xi này nó không có nói lên được cái vấn đề là mình có cách nhiệt hay không cách nhiệt, nhưng mà ở đây là nó nói lên về cái vấn đề là tránh chói mắt để cho mình ráp. Khi mình ráp á, thì mình ráp với vị trí như vậy này, ở phía trên á thì nó đỡ hơn lên phía trên là một chút xíu và mình nhìn vào được. Rồi, thì cái kích thước của này á, sẵn mình làm cho các bạn thấy rõ luôn về kích thước của nó. Kích thước của nó, cái phi này là phi 10 ly này. Phi 10 ly. Cái này là cái đầu dẹp. Ngoài thị trường nó sẽ có một cái loại đầu tròn nữa, nhưng mà mình đa số là cái đầu dẹp là nhiều. Còn cái kích thước chiều dài á, cái kích thước chiều dài nó sẽ có nhiều cái kích thước chiều dài nha. Thường bên mình sẽ có là loại 5 tấc này, 5 tấc là ta phủ đầu này tới đầu kia nha. Phủ đầu này tới đầu kia là 5 tấc. Còn nếu mà các bạn tính lọc lòng á thì nó khoảng chừng là 4 tấc 6. Công suất là 220V 1 kW là 1000W đó. Rồi, cái thứ hai mình cần á, đây là cái con SDR Lidl hàng bên mình sản xuất, với cái mã là cái này là hàng bên mình cung cấp nha. Với cái mã là SDR này, VR. VR này là thì mình sẽ dùng cái con biến trở. Con biến trở này của bên mình có luôn nha. Rồi, thì đây, mình chỉ cho bạn đấu này. Trên này nó sẽ có số 1, số 2, số 3, số 4. Số 4 thì nó sẽ, số 3, số 4 nó sẽ có là 470k tới 510 kΩ. Rồi, thì nó hai cái này nè, các bạn để ý hai cái này nè. Hai cái đầu ốc này nó nhỏ hơn. Cái này là đầu ốc tải này. Đầu 1 vào, đầu 2 ra, hoặc ngược lại cũng được. Vì cái này mình có thể ứng dụng cho 3 pha được. 3 pha được vì là cái điện áp của mình là 3 từ 12V tới 380V. Rồi. Đây. Cái đầu này mình sẽ đấu cái con biến trở vô này. Cái chân biến trở thì mình sẽ làm cái con biến trở là B504. Top VR B504 nha. B504 mình sẽ đấu với chân số 3 và chân số 2. Nếu bạn đấu chân 1, chân 2 thì mình vặn ngược lại, còn mà chân chân 2, chân 3 thì nó thuận theo cái chiều kim đồng hồ. Rồi. Đây. Đấu nó vào thôi. Đơn giản cực kỳ luôn. Cái này mình sẽ đấu vào cái này trước này. Cái con biến trở mình sẽ đi trước nha. Vì cái này nó không có điện nên nó không có nguy hiểm đâu. Biến trở B504 nha các bạn, cái mã là B504. Còn cái này á, các bạn có thể mua bên mình,
Hoặc là nếu mà mua chỗ khác thì mình các bạn phải đọc cái mã là VR VR hoặc là cái mã nó là xài biến trở à, là người ta biết rồi à, này 40A à, rồi các bạn để ý này, hai cái dây này này, cái dây này mình cắm vô nguồn rồi, cái dây này mình cũng cắm vô nguồn này, điện áp 220V này à, 220V này. Rồi các bạn để ý nha, rồi chưa cắm đâu, đây một dây này, một dây này mình đi trực tiếp vô cái bóng đèn này à, một dây còn lại này mình đi vô cái số 1 này, cái chân số 1 này à, cái này từng bước nha, cái này nó rất là đơn giản nhưng mà mình không có thời gian để vẽ cái sơ đồ đó đâu, vì là mình cũng không ghép được video nên là mình làm tới đâu mình tính tới đó thôi. Đây còn cái chân thứ hai của cái bóng đèn này, chân thứ hai của bóng đèn này mình thấy không đó, cái dây số 2 của bóng đèn này đây, rồi mình nấu vô cái số 2 đó, nấu vô số 2, nấu vô chân số 2 nha. Nếu mà cái công suất mà công suất cao á thì các bạn sẽ dùng cái đế tản nhiệt nha. Rồi xong, các bạn thấy đơn giản không nè, chân số 1 này nối trực tiếp bóng đèn này, cái dây âm này thôi mình nói là cái dây dương này ha, mình đi thật tiếp vô bóng đèn này, cái dây âm này mình đi qua cái số 1 này, cái số 1 này nè đi qua cái số 2 đi ra lại cái chân còn lại của cái bóng đèn. Rồi đây là B504 rồi, xong nha. Vậy là xong rồi đó các bạn, cấp điện vào là sử dụng thôi. Đây cấp điện vào này đó, anh thấy không, mình giảm này để cái bóng đèn này đó, mình sẽ giảm này đó, anh thấy giảm xuống này đó, giảm này nó rất là nhuyễn nha các bạn, giảm từ từ thôi à. Đó, tăng lên này các bạn, cứ muốn tăng lên này tăng này, giữ nó sẽ giữ nguyên nha, đó giảm xuống thì giảm này, mình giảm làm sao mình thấy à ở cái mức độ này là mình thấy phù hợp rồi, hay là mình muốn nó thiếu thì mình tăng lên chút xíu. Rồi mình sẽ kết hợp với lại, nếu mà mình làm cái máy nướng bánh tráng á thì mình sẽ làm nhiều cái vì công suất của máy nướng bánh tráng rất là cao, thì mình sẽ kết hợp nhiều cái, có thể là cái điểm đầu á thì anh nâng công suất cao tí đó, công suất lên dày à, nhưng mà ở giữa thì anh công suất dày, rồi xong mình phối hợp với lại cái tốc độ của băng tải nữa thì nó sẽ có ra một sản phẩm có thể là hoàn hảo, có thể là tốt hơn cho các bạn, nó sẽ không bị à, nó sẽ ổn định và nó không bị nước à, không bị à, sượng, không bị cháy à, thì qua video này thì có thể là giải quyết được cho các bạn cái đó. Chúc các bạn thành công à, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Đây là cái cách chỉnh của nó, mà cái cách chỉnh này mình nghĩ là đơn giản nhất à, một cái con biến trở và một cái SSR, một cái bóng, thì nó sẽ một số bạn sẽ sử dụng cái này để mà cân chỉnh công suất cho từng cái à, một cái điện trở chẳng hạn, thì cái phương pháp này là phương pháp mình nghĩ là tối ưu nhất mà nó là rẻ nhất. Còn các bạn mà làm mà nó cồng kềnh quá thì bạn gắn thẳng cái biến trở lên trên này luôn, một số bạn là gắn thẳng cái biến trở lên đây luôn, đây này gắn cái biến trở lên đây luôn, dán nó lại rồi đó, thấy chưa, chỉnh đi luôn, nó thành một, nó vô tình nó thành một cái con SCR, con transistor nha, cái con ba chân á, à, thấy không, cái này nó không phải là điều khiển bằng ấy, mà tín hiệu của nó là đây à, thấy không, đây là một cái cách giải quyết cũng rất là hay. Rồi à, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe kênh của Hiếu Điện Trở à, chúc các bạn thành công à, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo, xin chào.